đợt vừa rồi chiếc máy xem ạ, là kèm chức năng bỏ phân trên thị trường đang khan rất là khan hiếm ấy. Thì bên em có order được một chút hàng về, thì là cái dòng mẫu máy gieo hạt mẫu mới mà bên em lấy nhập về đâu. Hôm nay sẽ cùng ra vậy để review quý vị và các bạn xem cái mẫu này. Mẫu này nó để cũng rất là gọn gàng. Ở đây thì các cái đồ đạc để lắp cái lô đất là nó sẽ ở trong cái hộp này. Đây là các cái bộ chia hạt khác nhau, to nhỏ, kích thước khác nhau để trồng hạt giống khác nhau. Lắp hai người cũng sẽ dễ dàng hơn đấy. Em lắp một mình nó khó khăn một chút xíu. Dạ vâng, đây là chiếc máy gieo hạt sau khi chúng ta lắp hoàn chỉnh những cái lò xo. Rất là hoàn chỉnh đấy ạ. Một chiếc máy gieo hạt rất chắc chắn. Rất chắc chắn. Và em sẽ thử xem khoảng cách nó là bao nhiêu nhé. Chiếc máy này thì khoảng cách của nó, đây là cái mỏ bỏ hạt và mỏ bỏ hạt. Chúng ta đo được đường thẳng là 25 cm. Tuy nhiên là khi chúng ta gieo, chúng ta chạy đường cong nó sẽ rơi khoảng 26 cm ạ. Và chiếc máy này thì không hề thay đổi được khoảng cách, rất chắc chắn. A là chỗ chúng ta để đổ hạt và B là để phân. Chúng ta nên nhớ chúng ta mà đổ nhầm nó sẽ có vấn đề đấy ạ. Phân nó sẽ lẫn được vào các cái bộ chia hạt bên trong này rất là phức tạp. Nên quý vị và các bạn lưu ý giúp em điều đấy, là chúng ta phải để thật chính xác. Tay cầm được tích hợp một nót bằng cao su rất là êm. Ngoài ra còn có một chút phụ kiện. Đây là phụ kiện để thay đổi các loại hạt khác nhau, và đây là cái phụ tùng mà để vào mỗi mùa khác nhau chúng ta trồng, chúng ta thay thế lắp vào cái mỏ chà này để tăng độ lông sâu. Lắp vào nó sẽ lông và bỏ ra nó sẽ sâu hơn. Hạt giống vào mùa nào thì chúng ta trồng như vậy, và mùa mưa chúng ta sẽ lên lắp cái này vào để cho giảm độ sâu của hạt giống, tránh trường hợp là cây không lên được đất, nó mưa nó dí chết. Anh em có thể nhìn thấy chiếc máy rất chắc chắn ạ. Anh em có thể liên hệ số dưới màn hình để được tư vấn và hỗ trợ về sản phẩm máy gieo hạt kèm bỏ phân này ạ. Xin cảm ơn.